yêu đúng cách sẽ không phải hối hận. Trước khi yêu một ai đó, có lẽ tôi sẽ tập yêu bản thân mình, lắng nghe bản thân và những cảm xúc của riêng mình, học cách cho đi và nhận lại, thì tình yêu sẽ trở nên công bằng. Ngày hôm nay tôi chợt lướt thấy một dòng trạng thái anh vừa mới đăng. Chỉ một hình ảnh nhưng khiến lòng tôi chợt nhói đau. Đó là tấm hình chiếc đồng hồ cũ anh đã đeo suốt mấy năm qua. Lúc trước tôi từng hỏi rằng sao anh không thay chiếc đồng hồ khác. Khi ấy anh chỉ nhẹ nhàng đáp rằng anh mang quen rồi. Sau này trong một lúc tình cờ, tôi biết được chiếc đồng hồ đó là đồng hồ đôi của anh và người yêu cũ. Đáng buồn thay, sau này chia tay, tôi và anh không hề có một đồ vật nào để hoài niệm về người kia cả. Vậy mà mỗi lần tiếng guitar vang lên thì tôi lại không nhịn được để nhớ về anh. Tôi quen biết anh thông qua cô bạn thân của tôi. Tôi không có năng khiếu âm nhạc, nhưng bạn thân của tôi bảo rằng muốn giới thiệu một anh kia hát vừa hay mà còn đàn rất giỏi. Cứ như thế là chúng tôi quen biết nhau. Tôi nhớ hôm ấy anh ôm cây đàn guitar ở trong tay, nở nụ cười đầy ấm áp mà nhìn tôi. Ngón tay anh gãy gãy phím đàn, nhưng dường như anh đã gãy vào lòng tôi một cảm xúc không tên. Giọng nói anh không trầm ấm nhưng lại mang một cảm giác rất dễ chịu khi người khác phải nghe theo. Tôi lắng nghe anh một cách chăm chú. Chợt tôi giật mình nhớ lại bộ quần áo trên người. Phải chi trước lúc đến đây tôi nên ăn mặc nghiêm túc hơn. Tôi buồn bã nghĩ. Ra về tôi xin cô bạn thân tôi Facebook của anh, làm cô ấy chọc tôi không ngừng. Ai chà, mày cũng biết yêu rồi à? Không có, tao chỉ thấy anh hát hay nên xin thôi, tôi chột dạ trả lời. Nhưng mà tao nghe nói anh Khải vừa mới chia tay bạn gái đấy, cẩn thận đấy. Ngọc Anh huých vai tôi mà nói. Ừ, tao chỉ xin cho biết thôi. Nói thế nhưng tôi không ngăn lại được mà gửi lời kết bạn cho anh, rồi thấp thỏm chờ đợi anh trả lời. Cả đêm hôm đấy tôi trằn trọc suốt, lần đầu tiên trải qua cảm giác thích một người, vừa ngọt ngào mà vừa mất mát. Thì ra thích một người là thế này. Trưa hôm sau đang làm bài tập, thông báo trên thanh Facebook của tôi vang lên. Anh chấp nhận lời kết bạn của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì anh gửi cho tôi một tin nhắn. Hôm qua có phải anh gặp em ở quán cà phê phải không? Vậy mà anh nhớ tôi đấy, tôi liền trả lời là phải. Sau đó hai chúng tôi bắt đầu liên thuyên không ngừng, cứ như từ lâu đã quen biết nhau. Tôi biết được anh đang đi làm ở công ty gần quán cà phê đó. Cuối tuần anh thường sẽ ra quán cà phê nếu không có việc bận. Lúc ở trong quán, anh ngỏ ý nói rằng mấy hôm nay công ty tăng ca nên anh rất bận, nhưng vì muốn gặp em nên anh đành xin sếp cho về. Vừa nói vừa nhìn khiến tôi ngượng chín mặt. Chúng tôi chính thức yêu nhau sau khi tìm hiểu được một tháng. Tôi kể với Ngọc Anh làm cô nàng thốt lên rằng sao mà tiến triển nhanh như tên lửa vậy? Vì cô nàng hiểu rõ tôi là cô gái chậm chạp trong chuyện tình cảm. Đến bây giờ sắp ra trường rồi mà mới yêu lần đầu. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với Ngọc Anh. Cảm giác ở cùng anh làm tôi an tâm vô cùng. Cứ như anh chính là mảnh ghép hoàn hảo còn lại của cuộc đời tôi. Hai đứa đi bộ lanh quanh công viên một hồi, bỗng anh khẽ nắm lấy bàn tay của tôi làm tôi ngưỡng cực kỳ. Anh đang tay anh vào tay tôi, khăng khít không một kẽ hở, làm trái tim dâng lên một cảm xúc khó tả, cùng cào loạn nhịp. Những ngày kế tiếp, anh thường xuyên chở tôi đi khắp nơi trong thành phố, đi khắp cùng ngõ hẻm, ăn uống rồi xem phim. Nụ hôn đầu của chúng tôi ở trong một rạp chiếu phim. Lúc đó anh nghiêng đầu sang tôi, khẽ thì thầm. Em lại gần anh nói cái này. Tôi xích đến gần thì anh chạm nhẹ vào khóe môi tôi, nhanh đến mức tôi tưởng chỉ là ảo giác. Từng ngày cứ thế trôi qua. Tôi và anh quen nhau đã gần 3 tháng. Dù hôm ấy trời mưa rất to, đang bận ở trường, tôi gọi điện nhờ anh chạy qua đón tôi về như thường ngày. Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi thêm 2 lần nữa thì điện thoại tắt máy hẳn. Lòng tôi chợt bất an nhưng vẫn đợi thêm 20 phút nữa. Thành vẫn chưa gọi lại, tôi bèn gọi cho Quý, một đồng nghiệp trong công ty của anh. Alo, Ân hả? Dạ, anh cho em hỏi, anh Khải còn đang ở công ty à anh? Không em, khoảng 1 tiếng trước, anh thấy Khải nghe điện thoại của ai đó, rồi xin chạy xe ra ngoài.
nhờ anh xin sếp cho về sớm. Quý kể lại chi tiết vì lần đầu thấy Khải hốt hoảng như thế. Tôi cảm ơn anh Quý rồi cúp máy. Nhìn bầu trời âm u, từng giọt mưa nặng trĩu không ngừng trút xuống những mái nhà rồi rơi xuống mặt đất. Lòng tôi vừa lo lắng vừa bất an. Đến khi anh Khải gọi lại, tôi chẳng nhớ tôi về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng tâm trạng tôi bần thần như sắp đối diện với một cơn bão lớn. Em có sao không? Sao em gọi cho anh nhiều thế? Em về nhà chưa bé? Giọng Khải cách màn hình vang vào loa điện thoại hơi hơi cao lên. Ngay lúc này vặn câu hỏi mà tôi rất muốn hỏi, bỗng chẳng có cách nào nói ra. Tầm mắt tôi pha vào màn mưa ngoài trời. Lần đầu tôi cảm nhận rõ một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi. Hay đó là do ngay từ ban đầu khi thích anh, tôi có thói quen trao đi quá nhiều. Dường như anh cảm nhận được, anh kêu tôi một tiếng bé à, rồi im lặng. Cả hai chúng tôi đều chọn im lặng. Anh đang ở trong bệnh viện với Trang. Trang hôm nay bị đau ruột thừa, phải làm phẫu thuật. Anh biết điều đó là không công bằng với em. Hiện tại anh không biết phải nói thế nào. Chúng ta bình tĩnh một chút, chiều mai anh sẽ đến gặp em. Tôi cúp máy. Tâm trạng hiện tại của tôi rất tệ. Những lúc bên anh, tôi luôn cố né tránh hết những gì có liên quan đến người yêu cũ của anh. Không phải tôi ghét cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi cô ấy biết hết mọi thứ về anh, cùng anh trải qua năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, để rồi bây giờ trở thành lý do để chúng tôi xa nhau. Nếu cả hai đã không còn tiếng nói chung nữa, thì dù thế nào cũng không thể hóa giải những khoảng cách tồn tại giữa chúng tôi. Sài Gòn nhộn nhịp kéo hai con người xa lạ trở thành hai người thân thuộc nhất, nhưng cũng chính thành phố này vào lúc nhộn nhịp nhất một lần nữa đẩy hai con người đó ra xa khỏi nhau. Lúc tôi bước ra khỏi quán cà phê, trời rất trong xanh, giống như cái cách tôi học bỏ được những gánh nặng của bản thân mình. Độc thân không đáng sợ. Nếu tôi quay về ngày mà tôi và anh chia tay, tôi sẽ quyết định thế nào? Đáp án vẫn là thế. Chia tay một người mà mình vô cùng yêu thường là rất khó. Thế nhưng để chấp nhận trong tim họ, ngoài tôi còn có một người phụ nữ khác thì lại còn khó hơn. Cuộc sống luôn có những chuyện khó phân biệt ai đúng, ai sai. Nhưng cả ba chúng tôi đều sai ngay từ lúc bắt đầu. Thôi thì hãy cứ cho qua để bản thân mình nhẹ lòng hơn. Trái đất rất trọn, sẽ còn gặp lại nhau. Có còn hận anh không? Nói không có chính là dối lòng. Nhưng hơn hết, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối nhu nhược trước anh. Để rồi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Chuyện này sẽ luôn là một cái gai khiến tôi khó chịu mãi về sau. Nhưng nó là một bài học lớn cho tôi. Trải qua ấm ức, đau khổ, cảm giác bị lừa dối, để rồi tôi sẽ lắng nghe những cảm xúc của bản thân nhiều hơn trong mỗi cuộc tình. Lúc vừa chia tay anh, tôi vẫn như thế, ăn uống rồi đi học, vui chơi như bình thường. Chẳng ai biết tôi vừa thất tình cả. Ấy thế mà mỗi đêm khuya về, tôi liền trằn trọc khó ngủ. Vào lúc này tôi mới có thể bỏ đi lớp áo giáp kiên cường mà hằng ngày tôi khoác lên mình. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nhưng nó cũng rất dễ quên. Thật tốt khi bản thân tôi đã học được cách trở nên mạnh mẽ hơn sau những lần vấp ngã. Chúng ta sẽ luôn có những lần bị đẩy vào những lựa chọn to lớn trong cuộc đời. Quan trọng là chúng ta sẽ chấp nhận buông bỏ hay tiếp tục với nó. Buông bỏ anh ấy là quyết định đau đớn nhất mà tôi từng phải trải qua, nhưng nó cũng là quyết định đúng đắn nhất. Tình đầu của tôi trải qua rất nhanh, vội vàng và kết thúc đáng tiếc. Nhưng mà có mấy ai sẽ vì tình đầu thất bại mà không dám yêu tiếp, bước tiếp đâu nhỉ? Sau này có thể tôi sẽ vẫn độc thân như thế, hoặc là tôi sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Tôi không biết chúng tôi sẽ yêu nhau lâu dài hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân trước họ. Có khi yêu là nồng nhiệt, có khi yêu là âm thầm. Cách yêu của em là lùi bước, đứng phía sau chúc anh một đời bình an. Hôm nay cơn mưa phùn kéo đến thành phố nhộn nhịp dưới mái hiên của một quán ăn cũ. Trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp sau những ngày tháng bình yên. Tôi gọi cho Ngọc Anh nói về chuyện này, giọng cô nàng vừa hào hứng lại chợt nhẹ xuống. Mày có chắc sẽ yêu thêm một lần nữa? Đúng vậy, ta sẽ yêu lại từ đầu nhưng theo một cách khác. Bạn à,
Kẻ vô tư vui vẻ như vậy, đến khi vướng vào tình yêu, chính bản thân còn chẳng tưởng tượng được mình có thể trông thảm hại cỡ nào. Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi cũng không biết mình đã trải qua những tháng ngày vô vị đó bằng cách nào. Có những cái kết đau đến mức khiến con người ta cảm thấy hơi vô thực. Chẳng thể tin nổi khi những người vừa chỉ mới hôm qua vẫn còn ân cần, gắn bó, thì nay đã chẳng còn một tia cảm xúc, thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng em ơi, em nhớ rằng dù hiện tại có đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa, thì đến cuối cùng vẫn sẽ có người bước đến và dùng tất thảy sự dịu dàng tích góp ngần ấy năm của người ấy để bảo bọc lấy từng vết nứt ở trong em. Nhưng trước hết, chỉ có bản thân em mới tự cứu lấy em được thôi. Đôi khi những cuộc chia ly lại đến vào những lúc ta không ngờ nhất, và những lúc con người ta chẳng có chút đề phòng, khiến tim này dường như hẳn đi một nhịp. Cuộc sống vốn có vô số loại người, có những người xem tình yêu chỉ là những gia vị để tô thêm sắc màu cho bức tranh sống động là cuộc sống. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ấy vậy mà cũng có những người khi bước vào một mối quan hệ, họ nguyện đánh đổi cả linh hồn để yêu. Đối với họ, tình yêu là cuộc sống, là tất cả những gì họ được ban cho. Họ bám víu phụ thuộc vào tình yêu hệt như cọng dây cuối cùng cứu rỗi lấy họ. Những kẻ đã từng đau đến chết đi sống lại vài lần, nay lại lấy hết can đảm ít ỏi cuối cùng trao đi, dù chẳng biết rằng tương lai mờ mịt ra sao. Khoảnh khắc đó, họ dường như chẳng giữ lại gì cho bản thân mình cả. Và tớ từng là một người như vậy. Tớ là một người khi bắt đầu nhắn tin là xác định chỉ nhắn duy nhất một người. Khi bước vào một mối quan hệ là y như rằng xem họ là tất cả. Họ luôn là ưu tiên quan trọng nhất đối với tớ. Tớ trao cho họ tất cả những thứ tớ có mà chẳng ngần ngại. Không phủ nhận rằng khoảng thời gian đầu họ cũng đối xử với tớ rất tốt. Tớ nói ra không phải để kể lể, đơn giản là tớ chỉ muốn chia sẻ thôi. Tớ có thể tự cảm nhận được lắm lúc bản thân hơi nhu nhược. Họ là người bắt đầu trước, nhưng sau những câu chuyện thì người ở lại cuối cùng vẫn là tớ. Người bị bỏ lại vẫn là tớ. Sau lần đầu thất bại trong mối tình đầu tiên, lần yêu đầu mà, tình đầu thường dang dở. Dẫu biết trước chẳng có kết quả, nhưng vẫn tự động viên bản thân mình tin vào một tương lai tươi sáng. Nhưng sau đó lại bị sự thật phá một cái rõ đau. Tớ suy sụp kinh khủng, khóc nhiều đến mức chẳng rơi nổi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Dáng vẻ thảm hại đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Tự nhắc nhở bản thân rằng chẳng đáng, nhưng cũng chẳng thể ngưng nghĩ tới. Cho đến khi tôi gặp anh, người của mối quan hệ gần đây nhất. Tôi tưởng tôi được cứu lấy rồi, được chữa lành rồi. Tôi ôm hy vọng rất nhiều vào mối quan hệ này. Đúng là hy vọng càng nhiều, khi vỡ mộng càng đau đớn. Sự thật rằng tôi đã sai, sai khi bản thân đặt quá nhiều hy vọng, sau khi bắt đầu mối quan hệ này. Tôi cảm thấy mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra giống hệt mối quan hệ trước. Tôi biết lỗi của tớ cũng không tránh khỏi. Tớ không biết cách làm mới mối quan hệ. Tớ cũng chẳng biết cách lấy lòng đối phương. Nhưng tớ vẫn chấp nhận quen, dù trong khoảng thời gian quen nhau chẳng có bất cứ cuộc đi chơi nào diễn ra giữa cả hai. Tớ cũng chẳng đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Nhưng tớ nhận ra rằng không phải chuyện gì cứ cố gắng hết sức là sẽ có kết quả. Cũng không phải thật lòng đến cuối cùng sẽ đổi lấy được chân thành, nhất là trong cái thời đại người chung thủy chỉ đếm trên đầu ngón tay này. Tình yêu là gì, trong sách không viết, cũng chẳng ai nói tớ nghe. Thế nên tớ cứ vậy mà lao đầu vào, rút cạn tâm can để yêu và nhận về một đống đổ nát, vụn vỡ hoàn toàn. Người ta nói đúng, đứa trẻ ngoan thường sẽ chẳng có kẹo để ăn. Trong mối quan hệ tớ chẳng có nhu cầu gì về vật chất, tớ cũng chẳng dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Ấy và vẫn chẳng đi đến đâu. Hơi nghi ngờ nhân sinh nhỉ. Nhiều lúc tớ cũng tự nghi ngờ bản thân mình, muốn hỏi rằng liệu bản thân đã làm gì để phải chịu những việc này. Sau khi kết thúc mối quan hệ gần đây nhất, có khoảng thời gian tớ như người mất hồn vậy. Tớ chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn đi chơi hay nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ thích ngồi một mình cùng với ánh mắt vô định và đầu óc trống rỗng. Cứ ngồi vậy thôi, sáng rồi lại tối. Thế là sống thêm một ngày, lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Đến mức những người thân xung quanh cũng nhận ra được những bất thường của tớ mà hỏi một câu: con buồn chuyện gì à? Thú thật, nghe câu đấy tớ có chút buồn cười. Kẻ vô tư vui vẻ như vậy, đến khi vướng vào tình yêu, chính bản thân còn chẳng tưởng tượng được mình có thể trông thảm hại cỡ nào.
Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi cũng không biết mình đã trải qua những tháng ngày vô vị đó bằng cách nào. Nhưng bằng cách này hay cách khác thì mọi chuyện đến cuối cùng cũng đã đi đúng quỹ đạo của nó rồi. Bão giông đến cuối cùng vẫn sẽ rời đi để nhường chỗ cho cầu vồng. Và những vết nứt có được do vô tình hay hữu ý đều là nơi ánh sáng có thể lọt vào. Từ đó đến hiện tại tôi chẳng còn trông mong vào việc sẽ có ai đó đến chữa lành vết thương nữa. Cứ mỗi lần như thế lại mất một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chữa lành bản thân rồi lại mang cái tư tưởng day to marry, đâm đầu vào những cuộc tình còn chẳng thấy nỗi tương lai của ngày mai thì đúng là hết thuốc chữa. Và đến khi mối tình kết thúc cũng là lúc một nửa linh hồn còn lại cũng dần tan vỡ. Nhưng nếu buông xuôi và cứ loanh quanh thế sẽ trở thành vòng lặp vô tận. Vòng lặp có thể cuốn lấy cậu mà chẳng có lối ra. Tôi còn nghe được một câu như này: ông trời sẽ khiến bạn đau đớn đến khi bạn tự rút ra được bài học cho chính mình. Lúc đầu tôi bị vô số suy nghĩ tiêu cực bao phủ lấy, khiến tôi dường như chẳng muốn ngày mai đến tí nào. Ngay lúc này, niềm tin về cái gọi là tình yêu trong tớ sắp xỉ bằng không hoặc âm. Tôi chẳng còn niềm tin rằng sẽ có một ai đến để chữa lành vết thương cho tớ nữa. Tôi lao đầu vào đọc rất nhiều sách, xem tarot, nghe thông điệp vũ trụ. Nhiều lúc cũng chẳng có lợi ích gì đâu, nhưng mà nghe nhiều thì bị nghiện. Và tớ cũng chẳng nhớ nhặt được ở đâu câu nói: yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó. Lúc đấy tớ ngẫm rất nhiều và bùm. Khi tớ chiêm nghiệm được câu nói này cũng là lúc tớ thoát khỏi những vòng tuần hoàn đó, tự mình tìm kiếm những niềm vui mới cho bản thân mà không cần đến tình yêu. Nói đến đây tớ phát hiện ra thêm một kiểu người mà chính bản thân tớ cũng đang hướng tới. Đó chính là kiểu không phải không cần tình yêu, mà là dẫu không có thì vẫn vui vẻ, cho đến khi gặp được người phù hợp vẫn sẽ ra sức yêu thương nhưng lại không bị quá phụ thuộc vào người đó. Cả hai cùng nhau phát triển bản thân. Đấy chính xác là những gì tớ muốn. Hiện tại tớ một mình, nhưng không đồng nghĩa với việc tớ cô đơn, vì tớ còn gia đình, bạn bè, công việc kinh doanh nhỏ của tớ và vô số niềm vui tớ tự mình tìm thấy. Suy cho cùng, người chữa lành bản thân mình là chính mình, chứ chẳng phải ai khác. Sẽ thật may mắn nếu ai đó đến và phụ cậu làm việc đấy, nhưng nếu không có cũng chẳng sao cả. Nhớ rằng ai từ bỏ cậu cũng được, nhưng cậu không được từ bỏ chính mình. Vì nếu đến cả cậu còn không trân trọng bản thân thì đòi đâu ra người khác trân trọng mình. Cậu có thể không giỏi nhất, nhưng cậu chính là phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới này mà chẳng ai thay thế được. Cũng sẽ chẳng ai có được cái quyền làm cậu đau khổ nếu không nhận được sự cho phép từ cậu. Trên con đường đời dài ngoằn ngoèo ấy, ít hay nhiều cũng sẽ có những đoạn đường tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nhưng sau khi đi qua được, nhìn lại cậu sẽ chẳng thể nào tin được mình có thể vượt qua nó bằng cách nào. Thì mới thấy bản thân chúng ta đôi khi mạnh mẽ và giỏi giang hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Sau này nhìn lại đoạn đường ấy, tôi vô thức cảm thấy thật ra tôi nhận được rất nhiều bài học qua những lần đổ vỡ, cũng dần biết trân trọng bản thân hơn. Thầm cảm ơn bản thân vì đã cố gắng nhiều đến thế, để giờ đây tôi thật sự rất hạnh phúc với những gì mà mình có. Mong rằng mỗi con người đang lạc hướng trên thế giới này để có thể nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của mình, tìm được hạnh phúc mà bản thân thật sự mong muốn. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.